trong các thuật ngữ về nghĩa vụ mà người dân phải nộp với chính quyền thì chỉ có 3 loại sau đây là thuế, phí và lệ phí. Thuế là khoản đóng góp vào ngân sách chính phủ theo hình thức bắt buộc, mang tính cưỡng chế dựa trên thu nhập. Đây là hình thức đưa tài sản thuộc sở hữu cá nhân vào sở hữu tập thể để chi tiêu cho bang, liên bang hay một quốc gia. Phí, lệ phí là khoản tiền người dân bỏ ra để đổi lấy việc sử dụng một dịch vụ của chính phủ, chẳng hạn như phí đường bộ thu vào xăng hàng năm, phí môi trường, v.v. Ngoài các khoản thuế, phí và lệ phí đó, người dân chỉ trả thêm các khoản phí của tư nhân mỗi khi muốn sử dụng các dịch vụ của họ. Ví dụ, sử dụng đường xá tư nhân để đi lại cho nhanh, tiện lợi, tránh kẹt xe thì trả phí BOT, đường bộ của tư nhân. Muốn tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh đều phải mua vé để trả phí cho các cơ quan quản lý các di tích đó. Muốn được giáo dục tốt hơn, hệ thống giáo dục miễn phí của chính phủ có thể trả học phí để học các trường tư. Riêng giáo dục đại học, ngoài sự chi trả của ngân sách chính phủ nên người dân phải trả học phí để đổi lấy kiến thức nếu không có học bổng. Vậy, giá là gì? Giá là biểu hiện về giá trị của một tài sản thuộc sở hữu chung hay riêng. Ví dụ, đường bộ là thuộc sở hữu chung của nhân dân, được chính phủ quản lý. BOT là tài sản của một công ty, tập đoàn tư nhân. Giá luôn thay đổi theo quy luật thị trường. Như vậy, chính phủ đã thu thuế của người dân qua thu nhập cá nhân và thuế hàng hóa một lần. Thu phí đường bộ thông qua việc đánh thuế giá trị xe bán ra thông qua từng lít xăng dầu. Vậy thì người dân chỉ phải trả phí cho BOT và chỉ khi cần đi qua đoạn đường tư nhân quản lý đó. Trong trường hợp này, nhất thiết phải có đường bộ của chính phủ đi kèm để người dân chọn lựa. Bởi lẽ họ đóng thuế cho chính phủ rồi thì không thể không được chính phủ phục vụ. Do đó nói rằng BOT làm ra có giá của nó và bắt buộc thu giá để hoàn lại là một cách nói của bọn ăn cướp. Nhân dân chỉ cần đường của chính phủ chứ không cần đường của BOT, nên việc bắt buộc hoàn giá một dịch vụ mà họ không hề sử dụng là vô lý. Giá biến động tùy theo thị trường, lãi mẹ đẻ lãi con. Hôm nay giá BOT là 100 tỷ đồng Việt Nam. Ngày mai tiền mất giá do lạm phát tăng lên thành 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Chẳng lẽ người dân phải đóng suốt đời để hoàn vốn cho BOT? Vì vậy, có thể kết luận, thu giá là ngôn ngữ của những kẻ điên, giả dại để ăn cướp tiền của nhân dân. Thu giá. 1. Thu giá là sự ngu độn về ngôn ngữ, nhưng đây chẳng phải là sự ngu độn thật thà. Ngu cái này nhưng cáo giả cái khác. 2. Thu giá là sự trí trá về lập luận. Đường BOT không phải là sản phẩm của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp mua quyền sử dụng đất, làm đường riêng không dính gì đến các tuyến đường của nhà nước, thì đó mới là sản phẩm doanh nghiệp. Họ định giá vé thế nào, ai đi là việc của họ. Còn BOT là sản phẩm của hợp tác công tư. Doanh nghiệp làm đường trên đất của nhà nước cho. Cải tạo đường vốn có của xã hội, được khai thác trong thời hạn nhất định để hoàn vốn và có lãi, trong khuôn khổ được định ra qua phương án tài chính. Hiện nay, đa số các dự án đó ký với nhà nước là hợp đồng mở, nghĩa là thời gian họ được thu tiền căn cứ vào lưu lượng xe đi qua và mức phí xe đi qua phải trả, cho nên họ mới được kêu ca là thu thấp thì phải thu lâu hơn. Bây giờ nói là sản phẩm của họ, tức là phủi cái phần của dân, của nước trong BOT đó. Thử hỏi, nếu đó là sản phẩm của doanh nghiệp, sao lại phải kiểm soát, xác minh số tiền thực đầu tư, số tiền thực mỗi ngày thu vào như vừa qua đã buộc phải làm? 3. Thu giá là sự xảo quyệt về ý đồ. Việc thu tiền vé đi đường BOT theo cách thực hiện ở Việt Nam thời gian qua xung đột với các quy định về phí theo pháp luật. Tách nó ra khỏi phí là để hợp pháp hóa việc thu tiền lần thứ hai đối với người dân đi trên nhiều đoạn đường BOT, đánh bật khỏi tay người dân vũ khí pháp lý hợp pháp để phản đối sự bất công, thiếu minh bạch. 4. Thu giá là sự lì lợm và trắng trợn trong thái độ đối với người dân. Dân không phản đối BOT, dân không phản đối chuyện đi đường BOT tốt hơn thì phải nộp tiền.
Cũng không phải BOT ở chỗ nào cũng không hợp lý. Có những đường cầu BOT làm cả vùng xưa nay thiếu đường, thiếu cầu, nay đi lại giao thương được thuận lợi hơn. Cái đó người dân ủng hộ. Dân phản đối cái gì? Dân phản đối chuyện đường quốc lộ số 1 của đất nước được tráng lên một lớp, rồi thu như thể đường đó họ làm ra từ đầu. Dân phản đối chuyện không có lựa chọn, đi đường nào cũng phải nộp BOT. Dân phản đối chuyện khai khống giá trị đầu tư BOT, rồi từ đó định ra giá vé và thời hạn thu. Dân phản đối chuyện cầu nhà nước làm vẫn đi được nhưng bị chặn lại, lùa xe sang bắt đi cầu mới phải trả tiền BOT. Dân phản đối chuyện cho thu BOT cả đường mới lẫn đường cũ để lùa dân sang đường mới có BOT. Dân phản đối chuyện không dùng đường BOT nhưng buộc phải qua trạm và phải mất tiền. Dân phản đối chuyện ém giảm số lưu lượng xe qua trạm BOT để thu lời tối đa. Dân phản đối chuyện chẳng có cuộc đấu thầu nào cả mà chỉ quan chức cùng doanh nghiệp ký với nhau làm BOT chỗ này chỗ kia. Dân phản đối chuyện làm BOT có thể tay không bắt vàng. Dân phản đối vì đóng thuế phí đường bộ và đóng góp bao năm, bây giờ đất nước đến con đường xuyên Việt đầu tiên cũng chi chít trạm thu tiền. Dân phản đối vì tiền nộp BOT nhiều hơn chi cho xăng dầu. Mọi hoạt động kinh tế hay dân sinh đều bị thêm gánh nặng. Những cái đó có không? Dân phản đối có sai không? Đành là những cái sai đã xảy ra nhưng khó xóa đi làm lại được mà phải chấp nhận hậu quả. Thì cách làm vẫn là phải nhìn vào bản chất sự thật mà nói với dân, thay vì thẳng thắn rành mạch với dân cùng tìm giải pháp khắc phục thì lấy chữ mà che đậy bản chất vấn đề, nặn ra cái cơ sở lý cùn để ép dân phải theo. Đó là cách mà ngài thể đã chọn. 5. Do vậy thu giá chỉ xuẩn về chữ chứ rất gian về tâm, về trí. Khi sự xảo trá xuất phát từ một quan chức cấp cao của bộ và những cố vấn của ông ta, nó là sự phá hoại tính công chính của nhà nước. Tôi sẽ thất vọng nếu cách cư xử này được nhà nước thông qua. Bài viết của tác giả Trần Đăng Tuấn.